Chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, an lành. Hôm nay tôi giới thiệu với quý vị và các bạn một chương trình rất là đặc biệt tại thành phố Hải Phòng. Nói đến cái điều đặc biệt ở đây là gì? Trước tiên tôi nói về cái không khí lạnh. Mùa đông đến từ đã lâu, nhưng không khí lạnh thì đến rất muộn. Hôm nay đã có người chở cây cảnh về Hải Phòng để phục vụ nhân dân chơi Tết rất sớm, như là tại ngã năm khu vực Cát Bi Plaza, có một anh chàng người Hưng Yên đã chở rất nhiều bưởi diễn đến Hải Phòng để bán. Các bạn đang theo dõi trên màn hình là những cây bưởi diễn quả rất đẹp và sai. Theo như anh bán bưởi nói là cây nào thấp nhất là cũng phải 20 triệu. Một cây ca nào cao nhất là khoảng 30 triệu trở lên. Mà bưởi này là bưởi thật. Tôi cũng đã xem là núm thật, quả thật, chứ không phải là lai ghép gì. Nếu mà lai ghép thì họ bọc ni lông thì gọi là lai ghép. Còn đây là không bọc ni lông gì cả thì mình biết ngay là bưởi này là bưởi thật, bưởi xịn, do cây mọc ra và ra quả. Bởi thế cho nên là anh ta nói rằng chọn bưởi, thứ nhất là cây phải khỏe, lá phải dày và xanh, quả phải bóng và hồng, tươi, mọng. Đấy là cây bưởi đẹp. Mà những cây bưởi này sẽ cho gia chủ, khi ai sử dụng mua cây bưởi này thì rất có lộc đối với bản thân mình và gia đình sang năm khi chơi cây bưởi này. Tiếp tục về cây bưởi thì mời quý vị và các bạn hãy theo dõi chương trình nhạc để du dương lòng người, để thưởng thức những bản ca khúc của thế giới và đồng thời ngắm những cây bưởi chơi Tết đẹp như thế nào. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi. Anh cho hỏi bưởi của anh là anh trồng hay là anh mua ở đâu về, hay là năm nay anh mang xuống Tết ở Hải Phòng sớm thế? Cái bưởi này là nếu ở Hải Phòng hay ở Văn Giang thì là cây bưởi này là đẹp nhất ở trên Văn Giang rồi, Văn Giang Hưng Yên. Tôi mang xuống đây sớm cho bà con chơi Tết sớm. Còn vườn bưởi thì nếu chắc ở Văn Giang thì không có vườn cây nào đẹp hơn cây này ạ. Đây gọi là bưởi gì anh? Bưởi diễn anh ạ. À, bưởi diễn. Thế thì trong 3 năm Covid thì toàn bộ khu vực cây cảnh ở trên toàn quốc là rất là khó khăn trong cái việc vận chuyển đi lại. Nhưng mà năm nay là hết Covid rồi, nói chung là hết thì không phải là hết. Thế nhưng mà cũng đỡ Covid đi, thì như vậy này bà con rất tích cực làm vườn để làm cây cảnh. Cụ thể là trồng những cây bưởi như thế này rất là đẹp và trông rất là có giá trị. Thì năm nay ở trên Văn Giang anh Hải mang những cây bưởi, cây bồng diễn lên xuống dưới Hải Phòng rất là sớm để phục vụ cho nhân dân Hải Phòng chơi Tết. Thế thì trong thời gian qua là cây bưởi này anh trồng hay là anh mua anh? Cây này là mình trên Văn Giang nhà vườn người ta trồng, mình là bà con mua rồi đấy, không về đây. Mình đặt hàng. Bán cho bà con. Đặt hàng xong đem xuống dưới này, ai người ta đặt tiền cho mình trước thì mang xuống cho người ta trước. Ok. Cái bưởi này trị giá khoảng bao nhiêu tiền một cây anh? Như cây này nó khoảng hơn 30 triệu. 30 triệu cây bưởi. Cụ thể thì các bạn xem 30 triệu cây bưởi rất là đẹp. Quả trên quả là quả tươi, quả ra hoa ra quả nhé, quả thật đấy, quả thật quả. Quả hồng như vậy là
cái cuống là cuống thật luôn. Đấy, những cuống bưởi là cuống thật luôn. Quả bưởi to sáng. Đấy. To sáng cuống thật. Đây là cụ thể như vậy, là mình nhìn những cái quả bưởi là cuống thật. Đấy. Chứ còn ngày xưa là nhiều người ta bưởi nhiều là người ta ghép. Nhưng mà đây là bưởi thật, các bạn nhìn như vậy là cuống thật đây. Đấy. Rất là sai và đẹp. Quả bưởi làm như quả ai có quả bưởi to sáng như này. Đấy, thấy chưa? Úi giời, đẹp tuyệt vời luôn, to sáng. Đấy. Lá xanh. Đấy. Cây khỏe. Như vậy là anh Hải anh ấy cầm cái cây cành bưởi anh ấy rung anh ấy lắc như thế mà vẫn không sợ như vậy là rơi. Còn mà bưởi nếu mà cấy ghép là rất là nhẹ nhàng rơi ngay. Sướng. Bưởi này bưởi thật luôn. Quả ra thật luôn, ra hoa ra quả luôn. Nói chung là cái quả cái lá xanh đấy. Cái này nó chuông cây. Thơm không? Đúng vừa lấy thơm không? Thơm bưởi thơm. Thơm. Bưởi này gọi bưởi gì cháu? Bưởi diễn. À bưởi diễn à? Cái này là tầm gần 200 quả. Gần 200 quả bưởi. Gần 200 quả bưởi. Sai thế nhỉ. Nói chọn vườn bưởi này không ở Văn Giang nào, không ở đâu được, còn vườn bưởi bưởi. Tức là bưởi này là bưởi của nhà cháu hay là cháu mua? Cháu mua. À cháu mua gì? Vâng. Bưởi Văn Giang, Hưng Yên. Rất là đẹp. Bưởi này mà trồng Tết ở trong nhà thì là lộc nhiều lắm đây. Đấy, quả sáng và thật quả luôn.
khá hồ như vậy giật không vui không vui. Thế còn cái dòng kia của nó như vậy là đọc vào cũng nhẹ nhàng, cũng nhóc động nhiều. Nhìn này, nhìn này. Họ đeo quả xứ. Nhìn chưa? Nhìn chưa? Nhúc nhúc. Đấy. Thế cao đẹp. Gốc to, một gốc. Cây nào ở đây cũng đẹp. Nói chung là những cây đánh ra đây hầu như cây nào cũng đẹp. Đây là bưởi Văn Giang Hưng Yên, ra rất sớm tại Hải Phòng để đón Tết 2022-2023 tại ngã năm Hải Phòng. Quả mà lá nó xanh, lá to, nhìn cây nó hầm hố, nhìn cây nó trưởng cây. Trồng cây như thế này không tin là mắt chuột đấy. Những cây bưởi quả rất to và lá xanh này, cây khỏe đấy. Khi lá đi chọn bưởi là ta phải chọn những cái cây như thế nào anh ơi? Đây là giới thiệu của chú này, chú nhìn cây lá xanh này, quả to sáng đấy, cây khỏe, nên là nó cây khỏe thì bao giờ nó cũng đeo được nhiều quả và nuôi quả rất tốt, nên là mình chơi về không sợ là rụng lá hay rụng quả gì cả, về chỉ muốn chơi thôi, về chỉ tưới là chơi thôi. Theo như anh Hải nói là khi ta đi chọn bưởi là cái thứ nhất là gốc, gốc là phải khỏe to như thế này, tươi như thế này. Thứ hai là quả là phải khỏe, quả là phải xanh đấy, to xanh sáng quả. Đây ví dụ như quả này đấy, là như vậy là bưởi thật luôn, núm còn nguyên đấy. Tất cả các bạn đang theo dõi đây là như vậy là núm còn nguyên đấy. Bưởi này là bưởi thật, bưởi xịn chứ không phải là bưởi ghép đấy. Trong thời gian này các bạn theo dõi như vậy là trên màn hình các bạn đang theo dõi là toàn bộ khu vực này là bưởi của anh Hải mang từ Văn Giang Hưng Yên xuống dưới Hải Phòng. Đối diện Cát Vi vừa là ra. Đấy, hiện nay là toàn bộ bưởi này là nằm tại ngã năm cạnh Cát Vi Plaza. Khu vực này là đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Đấy, các bạn theo dõi như vậy chương trình này, nếu mà ai có nhu cầu mua cho anh Hải thì đến đây. Không cần phải điện thoại hay thông gì cả, cứ trực tiếp đến cái địa chỉ này là các bạn thấy như vậy là hình ảnh như vậy là của cái Cát Bi Bờ La Gia. Đấy, trực tiếp Cát Bi Bờ La Gia đây, những cái bưởi đây. Năm nay Hải Phòng chơi bưởi rất là sớm, mà cũng phải nói rằng anh Hải cũng rất là tận tâm với Hải Phòng, là mang bưởi xuống rất sớm. Bà con Hải Phòng ăn Tết sớm. Đấy, năm nay là hết Covid rồi cho nên là Hải Phòng ăn Tết năm nay to đấy. Quay cái biển nhà vườn nên là ai cũng cầu thì cái quả thật mà ra hoa kết trái này, nó cũng rùng rỉnh xuống, nhưng bà con nhìn cũng đẹp không? Quá đẹp. Đây, chùm quả thật 3-4 quả, 3 quả. Quá đẹp luôn. Đấy, một chùm của nó là 3 quả này. Đấy. Đấy. Rất là nhiều. Như vậy là chương trình cây cảnh chơi Tết đến đây là tạm dừng. Ai có nhu cầu thì cứ đến ngã năm Cát Bi Plaza của Hải Phòng
là gặp anh Hải mua cái cây bưởi này, giá rất là hữu nghị. Bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.